chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Quang. Khi mà Tuấn đọc và kịch bản thì Tuấn thấy rằng mọi người rất lo lắng về nhân vật của Tuấn. Tại vì nhân vật này là một nhân vật có chuyển biến tâm lý, nhân vật rất là phức tạp. Vai Quắn là cái vai mà khó nhất từ trước tới giờ của Tuấn. Thì ra trường quay thì thực sự là không phải là để hay Trấn Thành nào mà tất cả mọi người đều lo. Bởi vì cái vai của Tuấn Trần nó quá nặng mà quá nhiều cảm xúc, quá nhiều màu sắc, quá nhiều cung bậc. Tuấn Trần nó là một cơn mưa rào. Cảm xúc nó đến là mình phải có liền cảm xúc để mình phục vụ kịp cho nó. Tại vì không thôi một hồi nó qua cái cơn đó nó diễn lại như vậy không được nữa. Anh Thành là một cái người phân tích tâm lý nhân vật rất hay. Những cái lúc mà Tuấn mất bình tĩnh nhất thì anh cũng là cái người ngồi bên Tuấn để mà nói là em ơi bình tĩnh, cứ giải quyết đi, không sao hết. Nói chung tâm lý nghe thì đơn giản đó các bạn, nhưng để diễn được cái dạng tâm lý đó thì nó không đơn giản. Tại vì nó là mâu thuẫn chồng chất. Thì rất may cho Tuấn Trần thì xìn kế bên. Đó, sao lại không được, được hết. Mọi người rất là tập trung để mà làm cho nhau, để giúp đỡ nhau, để nâng nhau lên. Đó là cái điều mà em rất là thích trong toàn thể mà diễn viên làm với nhau. Mọi người rất là chung tay để ra những cái thước phim, những cái tâm lý hay nhất. Cái khoảng thời gian khi mà đóng phim thì Tuấn cũng có gặp một số cái trường hợp khó khăn ở bên ngoài nữa, cho nên là nó cũng ảnh hưởng và Tuấn rất là áp lực. Nhưng mà khúc sau đó, nhờ anh Thành, nhờ anh Đảng và nhờ tất cả mọi người thì Tuấn cảm thấy rằng Tuấn tin vào cái nhân vật của mình, thì Tuấn làm từ đó thành một cái động lực để Tuấn hoàn thành cái vai này một cách dễ dàng hơn. Chính vì ông làm cho mình tin đó cho nên có một cái phân đoạn mà Tuấn diễn mà Tuấn bị chấn thương luôn. Cả đoàn phim Võ Hòa ai cũng muốn khóc, từ đạo diễn tới DOP tới phó đạo diễn, dàn dựng, diễn viên chính, diễn viên phụ gì ai cũng muốn khóc mà đã khóc luôn. Rồi mỗi người một cuộc sống, cuộc đời nhiều tiếc nuối khi ngước lên cao. Anh nghĩ là nếu mà sau cái phim này mà khán giả yêu thương em thì đó là công sức của em đã vượt qua được bản thân của mình. Sao xa không ở cùng con lâu hơn.